Trong sự kiện ra mắt mẫu SUV hạng sang GLC thế hệ mới vào hồi tháng 5 năm 2023, hãng Mercedes-Benz đã hé lộ kế hoạch giới thiệu hàng loạt ô tô điện ở Việt Nam trong năm nay, bao gồm EQB, EQS SUV và EQS SUV. Đến nay, giá bán của những mẫu ô tô điện này đã được hãng công bố. Đúng như hứa hẹn của hãng, mẫu SUV điện Mercedes-Benz EQB có giá chưa đến 2,3 tỷ đồng, chỉ khởi điểm từ 2,289 tỷ đồng. Như vậy, mẫu xe điện này rẻ hơn 10 triệu đồng so với Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 2023, 2,299 tỷ đồng. Hiện thông tin về trang bị cụ thể của Mercedes-Benz EQB ở Việt Nam chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, xe ở Việt Nam thuộc phiên bản EQB 250. Do đó, xe sẽ được trang bị motor điện mạnh 140 kW, khoảng 190 mã lực và 385 Nm. Motor điện này kết hợp với cụm pin lithium-ion có dung lượng 66,5 kWh, mang đến quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy là 473 km, theo công bố của Mercedes-Benz Việt Nam. Được coi là phiên bản thuần điện của mẫu SUV hạng sang GLB, Mercedes-Benz EQB sở hữu kích thước dài X rộng X cao lần lượt là 4684, 1834, 1667 mm và chiều dài cơ sở 2829 mm. So với GLB, mẫu xe điện này dài hơn 50 mm và cao hơn 5 mm. Đồng thời, Mercedes-Benz EQB cũng có kích thước nhỏ hơn GLC thế hệ mới. Thiết kế ngoại thất của Mercedes-Benz EQB không hoàn toàn giống với người anh em GLB, thể hiện rõ qua lưới tản nhiệt đóng kín và sơn màu đen bóng trên đầu xe. Trên lưới tản nhiệt này có logo ngôi sao ba cánh của thương hiệu Đức và hai nẹp mạ chrome nằm ngang đặc trưng. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED mượt mà, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe. Tương tự lưới tản nhiệt, hai khe gió trên cản trước cũng đóng kín, chỉ có tác dụng trang trí. Ở thị trường nước ngoài, EQB 250 dùng vành hợp kim có đường kính 19 inch với thiết kế đa chấu. Bên cạnh đó là ba gearbox nổi bật và tay nắm cửa thông thường thay vì loại ẩn vào thân xe. Tuy nhiên, Mercedes-Benz EQB vẫn có hệ số lực cản không khí thấp, chỉ 0,28 cd. Tiếp theo đó là cụm đèn hậu LED có thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang đuôi xe. Cản sau của xe tích hợp khu vực lắp biển số và hai nẹp mạ chrome trang trí. Bên trong mẫu SUV điện này là không gian nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Tuy nhiên, Mercedes-Benz EQB 250 ở Việt Nam chỉ có nội thất 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế. Theo hãng Mercedes-Benz, người cao dưới 1,65m có thể ngồi thoải mái ở hàng ghế thứ 3. Thêm vào đó là khoang hành lý có dung tích dao động từ 465 đến 1620 lít. Trái với ngoại thất, nội thất của Mercedes-Benz EQB lại có nhiều điểm tương đồng về thiết kế với người anh em GLB. Xe được trang bị màn hình cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp lô, tích hợp bằng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch. Ngoài ra, mẫu SUV điện này còn có hệ thống thông tin giải trí MBUX, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh Hey Siri và hệ thống định vị vệ tinh. Những trang bị đáng chú ý khác của Mercedes-Benz EQB 250 ở thị trường nước ngoài gồm có vô lăng chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp nút cảm ứng, lẫy chuyển số, ghế bọc da ART Core, ghế trước chỉnh điện, sưởi ấm, điều hòa tự động 2 vùng, đèn viền LED trang trí 64 màu, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa cốp chỉnh điện, cổng USB Type-C và sạc điện thoại không dây. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 7 túi khí, đèn pha tự động thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giới hạn tốc độ chủ động, hỗ trợ đánh lái chủ động, camera lùi, cân bằng điện tử, phanh tay điện tử và cảnh báo áp suất lốp. Hiện khách hàng Việt Nam đã có thể đặt cọc cho Mercedes-Benz EQB 250. Theo kế hoạch, EQB sẽ được trưng bày trong triển lãm xe và nghệ thuật The Avantgarde 2023 do Mercedes-Benz tổ chức vào ngày 23 tháng 9 tới đây.